Làm gì bả vô miệng vậy, dơ dục nhá. Tin con cười ấy. Cười sao? Cười tao luôn. Đây là đang tao hạnh phúc nha mọi người. Đầu bếp chính sẽ thực hiện món trứng cút lộn xào mì. Bỏ đường. Hôm nay ăn gì đó chị Tin? Ăn quả táo. Ăn quả táo hả? Ủa sao chị Tin không mời ba? Sao không mời mẹ vậy? Tin mời ba ăn táo đi. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Sao vậy? Sao Tin không mời ba ăn táo? Tin phải mời ba chứ. Bà có gì bà cũng mua gì cho con mà. Đéo và đéo. Cười cái coi.
Đầu bếp đang làm gì đó? Chờ cho nó sôi lắm. Nó kêu nước lại. Nước đây là nước gì? Nước mắm hả? Hay là nước gì vậy anh? Lã. Nước lã nha mọi người. Rượu. Rượu. Cuối cùng lại chanh nhiều nhất. Ờ, chỉ bậy bạ đâu, người ta khác, người ta tham khảo cái em. Anh nói giỡn nha mọi người. Cái này là nước me nha. Trước đó anh mở xíu đường hả? Ở trong anh dịu với con me á nha mọi người. Đầu bếp nấu mà toàn nếm không ạ? Nếm cái khó sòn quá. Cái phần chua khá đặc biệt, khá ngon. Đổ đi luôn chứ giờ thắng cũng luôn chứ. Anh đổ vôi. Anh nhớ anh đừng bỏ ớt nha. Tí nữa sau đó anh mới bỏ ớt nha. Cho con xíu á. À, trong này là được 40 trứng nha mọi người. 50 mà chắc ăn lai rai chắc còn bốn mấy trứng trong đó. Trong thời gian chờ đợi. Rồi tí nữa xong rồi mình review cho bạn thử nha. Sau khi mà nước nó sọt sọt lại rồi thì mình bỏ ớt vô nha. Đó. Chào chua ăn mà thấy đầu bếp làm này quá xá là ngon. Mà lem quá mọi người ơi. Còn bên đây anh ấy đang ra đậu phộng nha. Trời ơi. Đảm quá. Thôi mình cũng làm trong cái dĩa cút lộn xà me. Cút lộn xà me rồi nha mấy bạn. Giờ mình review món này cho các bạn ăn được không nha. Mời bạn. Hơn cái mùi vẫn còn mùi tanh của trứng. Chung mà ngon. Cái nước sốt mềm làm ngon. Nó cắn luôn rồi, thấy không? Như nghẹo à. Nhưng mà á, cái trứng á, nó hơi dở. Cái cút lộn mà mình mua chỗ bé nó dở quá. Cái hai nữa là còn tanh. Nên cũng được các bạn. Thêm muỗng nha. Cái có nè. À. Rồi. Đây rồi mình cũng kết thúc đây đây này cũng món trứng lộn xà me. Mình được làm review cho bạn coi. Nên bữa mình hứa cái video clip chứ không mình đi qua đường á. Nếu các bạn về ai comment dưới đây là mình sẽ thực hiện video cút lộn xà me cho mọi người hả. Giờ mình thì giao bạn kia rồi. Mọi người biết là trấn cỡ nào ạ? À? Ờ, trì bụ á. Đặc biệt là kết quả triển khai. Ở đây là trước rồi nha.
Rồi, trời giờ vẫn nút xong á. Nhưng mà... rèm thì cũng lâu. Những cái đó thì cũng không ngon. Mà để em rút kinh nghiệm. Cái trứng bè này đi mang vốn bể nha, dở quá. Trứng nó không có đều. Có cái... chì rồi đi, nó không có đều cái con. Có cái non, cái dè rồi. Hả? Nhiều trứng thì chú nha, nhỉ nha. Thôi, mình để cái đồ tại đây. Rồi các bạn nhớ ta và chụp ta và kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại có tí lần sau. Bye bye. Đừng lọc lòng biết dân trên tầng tầng cha cha cha. Con muốn xinh 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 xinh. Con muốn...